Xin chào các bạn, tôi là Mỹ Ngọc. Chào mừng các bạn đến với kênh của công ty luật CIS. Hiện nay, việc mua căn hộ chung cư của dự án, nghĩa là chưa hoàn tất xây dựng là rất phổ biến. Việc này giúp người mua giảm bớt áp lực tài chính khi thanh toán tiền mua căn hộ nhiều lần theo tiến độ dự án và giá rẻ hơn so với giá căn hộ sau khi đã hoàn chỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua bùng nổ tranh chấp giữa chủ đầu tư và người mua mà nguyên nhân chủ yếu do tiến độ dự án chậm chạp, ì ạch hoặc dự án không phép, chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh. Người mua đa phần chỉ quan tâm đến vị trí, giá trị, tiện ích mà không quan tâm nhiều đến tính pháp lý của dự án. Còn phía chủ đầu tư, sàn bất động sản hay công ty nhân viên môi giới phần lớn không công bố, cung cấp hồ sơ pháp lý khi giới thiệu mua bán căn hộ. Từ thực tế tranh chấp cho thấy, nhiều người mua căn hộ dự án chưa biết cách để kiểm tra tình trạng pháp lý của dự án. Sau đây là một số lưu ý rất hữu ích dành cho bạn để hạn chế rủi ro khi mua nhà, không để rơi vào trường hợp éo le, chủ đầu tư vi phạm nhưng người mua nhà lại gánh chịu toàn bộ hậu quả. Trước khi bước vào nội dung chính, mời bạn theo dõi tình huống tranh chấp được dựng lại từ câu chuyện có thật sau đây của khách hàng tìm đến chúng tôi để tư vấn. Anh Minh là người đi mua một thổ đất của dự án khu dân cư chưa xây dựng tại thành phố Vũng Tàu. Anh Minh và công ty môi giới bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận giữ chỗ sản phẩm và anh Minh đã thanh toán cho công ty môi giới này hơn 300 triệu đồng. Anh cứ yên tâm, dự án này một năm nữa chắc chắn sẽ hoàn thành. Cơ hội sinh lời rất là cao. Anh thích cái vị trí dự án bên em lắm đó nha. Anh chỉ cần thanh toán 30% là anh có thể sở hữu được căn hộ rồi. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, dự án này vẫn đang đắp chiếu, không có dấu hiệu xây dựng, dù đã quá thời hạn cam kết bàn giao nhà hơn 2 năm. Anh Minh muốn đòi lại số tiền đã thanh toán, nhưng đến nay vẫn chưa thể đòi lại được và không biết gặp ai để đòi khi thỏa thuận giữ chỗ với một công ty, ký hợp đồng đặt cọc với một công ty khác và chủ đầu tư là một công ty khác. Giám đốc công ty môi giới bất động sản thì cũng lặng mắt tâm. Tìm hiểu kỹ thì anh Minh mới biết dự án này đã sang tay qua nhiều đời. Tình trạng pháp lý rối ren, phức tạp của dự án khiến anh Minh đứng ngồi không yên khi tiền có nguy cơ mất trắng. Ngoài anh Minh còn rất nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Xin chào các bạn, tôi là luật sư Kiên. Tình huống mà các bạn vừa thấy không hiếm gặp trong thực tế. Tất nhiên lỗi ở đây là chủ đầu tư của dự án. Nhưng lý do một số phần đẩy người mua đến hoàn cảnh này là do chưa tìm hiểu kỹ về pháp lý của dự án. Như vừa chia sẻ, trước khi đặt bút ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng mua nhà, hợp đồng mua dự án, bạn cần đặc biệt lưu ý những vấn đề sau. Đầu tiên, bạn cần phải kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án đã đầy đủ hay chưa. Thực tế đã chứng minh, khi mua nhà, càng tìm hiểu kỹ về pháp lý dự án, càng tránh những rủi ro sau này. Một dự án căn hộ chung cư cần phải có những giấy tờ pháp lý như sau: giấy đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư, sổ đỏ lô đất, phê duyệt dự án chi tiết 1/500, giấy phép xây dựng, văn bản chấp thuận đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng dự án. Quá trình tư vấn cho nhiều khách hàng, chúng tôi nhận thấy người mua thường chỉ quan tâm nhiều đến giá của dự án, vị trí căn hộ, thiết kế căn hộ, tiện ích căn hộ mà quên đi giấy tờ pháp lý của dự án. Vì vậy khi phát sinh ra tranh chấp thì mới tối hỏa khi dự án chưa đảm bảo về pháp lý. Do đó, bạn phải đề nghị chủ đầu tư hoặc bên môi giới dự án cung cấp cho bạn tất cả những giấy tờ pháp lý của dự án để nghiên cứu trước khi quyết định xuống tiền. Thứ hai, tìm hiểu về thông tin về chủ đầu tư và dự án. Ngoài hồ sơ pháp lý dự án thì bạn nên tìm hiểu về thông tin về chủ đầu tư là ai, có uy tín hay không, họ đã từng xây những dự án nào rồi, những dự án họ xây có chất lượng hay không, phản ứng của cư dân trong dự án đó, tiến độ xây dựng của dự án bạn định mua, dự án này có được những thông tin tiêu cực nào hay không? Dự án đã bị thế chấp ngân hàng hay chưa? Thứ ba, tìm hiểu dự án đã được sở xây dựng xác nhận đủ điều kiện kinh doanh hay chưa? Để dự án căn hộ chung cư được đưa vào kinh doanh, chủ đầu tư phải thông báo dự án đủ điều kiện để sở xây dựng trả lời bằng văn bản xác nhận dự án đã được đủ điều kiện bán, cho thuê, mua. Do vậy, trước khi đặt bút ký vào hợp đồng đặt cọc hoặc hợp đồng mua bán, bạn cần kiểm tra xem căn hộ thuộc dự án bạn định mua đã được sở xây dựng xác nhận đủ điều kiện kinh doanh hay chưa. Thưa luật sư, người mua có thể kiểm tra việc dự án này có được sở xây dựng xác nhận điều kiện kinh doanh ở đâu ạ? Người mua hoàn toàn được quyền yêu cầu chủ đầu tư hoặc bên môi giới phải cung cấp xác nhận của sở xây dựng về việc dự án đã đủ điều kiện kinh doanh.
Ngoài ra, Sở Xây dựng một số địa phương cũng đã công khai thông tin này trên website. Người mua cũng có thể truy cập vào website của Sở Xây dựng để lấy thông tin này. Thứ tư, chủ đầu tư phải được ngân hàng cam kết bảo lãnh nghĩa vụ tài chính. Chủ đầu tư dự án trước khi bán cho thuê, mua phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án. Đối với ngân hàng, khi chủ đầu tư không bàn giao nhà theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng, việc bảo lãnh này phải được lập thành hợp đồng và chủ đầu tư phải có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho người mua trước khi ký hợp kết hợp đồng mua bán. Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của luật sư. Như vậy, công ty luật đã đưa ra những vấn đề cơ bản cần kiểm tra khi mua nhà chung cư hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, bởi sự thiếu công khai, minh bạch về thông tin của chủ đầu tư, bạn sẽ vướng phải rất nhiều khó khăn vướng mắc khi kiểm tra cũng như đánh giá về tính pháp lý của dự án. Do đó, trường hợp bạn không có khả năng tự kiểm tra được, bạn nên hỏi ý kiến của luật sư hoặc các chuyên gia, những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán nhà ở để hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra. Video hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của công ty luật để tiếp tục theo dõi những giải đáp pháp lý khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn phải thay đổi bản hiệu do vi phạm thương hiệu. Làm sao đây? Hãy đăng ký thương hiệu tại cs.vn.